Em có thể nào suy nghĩ lại được không? Níu kéo hôn nhân để giữ được hạnh phúc gia đình. Ủa, con nói sao vậy bà? Không biết nữa. Ba mẹ lúc nào cũng sẽ bên con không điều kiện. Hôm nay mình đi lên thăm nó coi nó ra sao. Chuyện gì đến cũng đến. Mình phải báo công an để nhờ họ can thiệp chứ bà. Sống trong bất an. Không biết lần này có khả quan hơn hay không nữa. Chuyện lo lắm. Con làm đúng không? Em làm đó thì sao? Tiểu Tam danh giáo. Mời quý khán giả đón xem Muôn Kiểu Làm Dâu phát sóng vào lúc 19h40 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Bến Tre.